nghệ sĩ ưu tú Hùng Minh. Ban lý luận phê bình thuộc Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình giao lưu truyền nghề giữa các nghệ sĩ gạo cội với các diễn viên trẻ. Hoạt động này được tổ chức định kỳ nhằm tạo điều kiện cho các bạn trẻ học hỏi kinh nghiệm diễn xuất từ các nghệ sĩ tiền bối. Và hôm nay đầu năm 2022 thì chương trình này bắt đầu khởi động lại và đi vào những cái quý tổ chức. Có thể là chúng tôi sẽ thực hiện với nhiều cái phương châm khác nhau, có khi tổ chức tại một cái khán phòng, có khi tổ chức ở ngoài trời trong những buổi dã ngoại, để hướng các bạn diễn viên trẻ làm quen với những cái loại hình nghệ thuật thông qua cái việc giao lưu truyền nghề. Như hôm nay chúng ta thấy là nghệ sĩ ưu tú Hùng Minh và một người diễn vai kép độc rất là nổi tiếng, ông đã trao truyền hết tất cả những cái ngón nghề của mình, những kinh nghiệm cho biết bao nhiêu năm gắn bó với nghề, để cho các em hiểu hơn về cái sự thể hiện qua những cái vai kép đọc trên sân khấu, cải lương, kịch nói cũng như phim truyền hình. Trong buổi giao lưu đầu tiên diễn ra tại Hội Sân khấu, các bạn trẻ đang là học viên sân khấu được gặp gỡ giao lưu với nghệ sĩ ưu tú Hùng Minh, người đã có 60 năm gắn bó với sân khấu, đặc biệt là các vai kép độc trong các vở Tiếng Trống Mê Linh, Bên Cầu Dệt Lụa, Thái Hậu Dương Vân Nga. Trong buổi giao lưu truyền nghề, nghệ sĩ đã kể lại kỷ niệm khi tham gia các vở diễn hay. Ông cũng phân tích và diễn lại một số trích đoạn của các vở kinh điển, giúp các bạn trẻ hiểu hơn về tâm lý nhân vật. Ông này là ông vậy đó. Ông có định lý ông cũng chả sợ. Tôi rất vui là vì hôm nay tôi được hội mời đến để mà tổ chức cái buổi như thế này, là để cho các em, các cháu nó có được một cái sân chơi. Như vậy là tôi thấy tôi rất là vui, rất vui, rất vui. Là vì các cháu nó đã có được cái sân chơi rồi. Tôi là những người đi trước. Bây giờ làm sao để mà chú truyền những cái này lại để cho các cháu thấy rằng dưới đây là những người đi trước và sẽ truyền cái này lại, truyền cái nghề này lại cho các cháu là những người đi sau. Nhưng mà các cháu phải gìn giữ những cái bộ môn này của các cô, các chú. Đúng như ngài nói, lời tôi đã tốn hao nhiều, ý cũng đã được bật ra sáng tỏ, nhưng những điều ta mong muốn gần như hoàn toàn đổ vỡ. Thật không ngờ, một người đàn bà nước bé nhỏ phương Nam Bình Lạc. Chương trình giao lưu truyền nghề giữa các nghệ sĩ gạo cội với các học viên sân khấu rất thiết thực và ý nghĩa cho các bạn trẻ. Họ có cơ hội tiếp cận các nghệ sĩ giỏi nghề, từ đó nhận được nhiều kiến thức, kinh nghiệm để tiến bộ hơn trong nghề diễn. Ban lý luận phê bình sẽ mời nhiều nghệ sĩ gạo cội khác như Kim Cương, Ngọc Dầu, Thành Lộc, Hữu Châu để chương trình có sức lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới. Chị gắng đi đứng nha. Còn đau quá. Đấy. Ha ha ha!